Trước tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại đồng bằng sông Cửu Long và ngay khi nhận được công văn của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chỉ đạo Trung tâm Truyền máu hỗ trợ Cần Thơ dự kiến trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 sẽ cung ứng 1.000 đơn vị máu mỗi tháng. Trước đó, từ tháng 4 và tháng 5, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã hỗ trợ cho Cần Thơ 4.000 đơn vị máu thành phẩm. Số lượng máu này sẽ được Trung tâm trích từ 2% số lượng máu dự trữ để ứng phó thiên tai thảm họa. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tại khả năng tiếp nhận của Trung tâm Truyền máu vẫn duy trì theo thông báo cung ứng trước cho Cần Thơ là mỗi tháng 1.000 đơn vị máu. Riêng về tiểu cầu, do có một số quy định nghiêm ngặt về thời gian sử dụng nên việc điều phối cung ứng cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp Cần Thơ cần gấp hồng cầu lắng, tiểu cầu, Trung tâm vẫn sẽ cố gắng điều phối và hỗ trợ.